Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Tiếp tục review, sẽ review hết luôn tất cả những gì mà ngày hôm nay nhận được. Thì bây giờ đây, trời ơi, trời ơi, đẹp quá, Sisi thích cái này nè, thích mê luôn đó. Nhưng mà biết làm sao không, nó bự hơn Sisi nhiều quá. Trời ơi, cái màu mà Sisi mê luôn. Các bạn biết sao không, cái màu này là mặc được nhiều đồ lắm. Đồ trắng, đồ đỏ, đồ đen, rồi cái gì các bạn cũng mặc được. Sisi mê lắm, thích lắm. Nó có cái logo màu vàng nè, đẹp, đẹp lắm. Các bạn nào muốn mua cho đủ bộ, mua thêm chai nước hoa hoặc bộ nước hoa cái hiệu này nữa. Nước hoa hiệu này đó thì cũng rẻ tiền, nhưng mà một bộ á thì đắt tiền. Nhưng mà các bạn nào đã mua được như vậy rồi thì nên mua một bộ để trưng thôi, cũng đẹp nữa. Thì các bạn xài chung với nhau thì cái hương thơm có thể kéo dài cả ngày. Còn các bạn chỉ xài một chai sữa tắm thôi hoặc là một chai nước hoa thôi mà các bạn đòi thơm tới mười mấy tiếng, 20 tiếng không có đâu các bạn. Trừ khi các bạn mua những loại nước hoa thật là đắt tiền, các bạn phải xịt lên áo các bạn thì nó mới có thể mang cái hương đó đến cho các bạn cả ngày. Là tại vì sao? Vì nó dính ra áo rồi. Chứ các bạn mà xịt ra ngay đây nè, ngay da các bạn thì nó sẽ bay đi thôi, chứ làm sao mà nó có thể dính vào trong da thịt các bạn mười mấy 20 tiếng được. Những loại nước hoa đó nó có chứ không phải không, nhưng mà đắt tiền, vài 300 đô một chai trở lên. Nhưng mà các bạn chẳng thà các bạn xài những cái loại nó bình thường nhưng mà cái hương thơm nó kéo dài cả ngày. Yes, nhưng phải đi theo bộ của nó. Đầu tiên là sữa tắm, kế tới là spray xịt toàn thân, kế tới nữa là body lotion, và sau đó là nước hoa. Các bạn xài theo bộ của nó đi, người ta design ra như vậy thì các bạn xài như vậy thì các bạn sẽ biết được cái hương thơm nó sẽ giữ được tới bao lâu. Cái này nè, nhiều nước hoa lắm, các bạn nên mua chung một bộ để cho nó đẹp. Thì đây, cái giỏ này là 80 đô, cái bóp này là 60 đô. Chị này cũng mua cho một mình chị, là tại vì chị nói chị bự con, đi đâu xách nhiều đồ, đi làm chị xách cái này, đi chơi chị xách cái này. Bạn nào thích liên hệ với anh Sa 0982571934, mấy cái này vẫn còn đó nè. Sisi chỉ ngồi bấm cái kịch người ta gửi tới nhà đóng vậy đó. Không có cần phải đi nữa. Hôm bữa đi lên trên đó mua được nhiều, nhưng mà lúc đó là 50% off qua cái ngày đó rồi, giờ chỉ còn có 30% mà thôi, không mua hết vậy đó. Đẹp không, quá đẹp đúng không, tuyệt vời. Tiện lợi mà sang trọng. Ví dụ như mình đi về đó, mình để hai cái giỏ lên trên một cái kệ, mình để hai cái bóp, mình để một cái giỏ cái bóp lên cái kệ, để vài chai nước hoa, lotion, sữa tắm chung một bộ với nó. Sisi nói thật á, nằm ngủ nhìn lên cũng thỏa mãn nữa, sang trọng mà đẹp lắm các bạn. Thì đây của chị nha, các bạn nào muốn mua liên hệ với anh Sa, nhớ gửi đúng cái hình nha. Sisi mua theo hình của các bạn gửi đó ha, mà những cái gì Sisi có là Sisi mua theo hình. Còn các bạn mà yêu cầu Sisi mua phải gửi đường link, chứ đừng có lấy những cái đường link của Việt Nam này nọ gửi cho Sisi. Sisi cũng có thời gian tìm kiếm như vậy nha, mong các bạn thông cảm ha. Đẹp lắm chị, chúc mừng chị nha. Khi nào nhận được rồi thì gửi trả cái tiền ship từ Mỹ về Việt Nam cho em ha. Rồi, coi như xong. Bây giờ bạn khác ha.